một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã ghi lại hệ thống 4 tiểu hành tinh quan sát được đầu tiên. Các nhà nghiên cứu Anthony Bechdel, Mao Lang Loa và Frederick Vergier từ Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan, Đại học Lyon và Đại học Sorbonne tương ứng đã xuất bản bài báo của họ trên tạp chí Thiên văn và Vật lý Thiên văn vào tháng 2 năm 2022. Nó đánh dấu lần đầu tiên nhìn thấy ba mặt trăng quay quanh một tiểu hành tinh, còn được gọi là hệ thống 4 tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh Electra được quan sát lần đầu tiên vào năm 1873 bởi Christian Peter, một giáo sư thiên văn học người Mỹ gốc Đức tại đài quan sát Litchfield thuộc Đại học Hamilton ở New York. Tiểu hành tinh này có đường kính 260 km và cho đến năm 2003, người ta vẫn nghĩ là chỉ có một mình. Mặt trăng đầu tiên, được gọi là S1, được tìm thấy vào năm 2003. Và một mặt trăng khác S2, được phát hiện ngay sau đó vào năm 2014. Vào năm 2022, khám phá mặt trăng S3 mới được chỉ định làm cho hệ thống này trở thành hệ thống đầu tiên thuộc loại chúng ta từng thấy trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mặt trăng này bằng cách phân tích lại dữ liệu lưu trữ từ kính viễn vọng rất lớn ở Chile. Tiểu hành tinh Electra có một vầng sáng xung quanh nó, khiến việc nhìn thấy các vật thể ở gần là một nhiệm vụ khó khăn. Các nhà thiên văn học thường giảm dữ liệu của họ bằng một đường ống tiêu chuẩn và xử lý nó bằng các thuật toán loại bỏ quầng sáng tiêu chuẩn để loại bỏ các quầng sáng như thế này. Tuy nhiên, nhóm này đã tạo ra một đường ống giảm thiểu mới được gọi là đường ống phép chiếu, nội suy và convolution để xử lý dữ liệu chính xác hơn từ các máy hiện đại, nhạy cảm hơn. Họ cũng đã cải tiến thuật toán loại bỏ quầng sáng tiêu chuẩn, được đặt tên là thuật toán tái tạo giảm chênh lệch điểm, cho phép họ giảm nhiễu từ quầng sáng đủ để phát hiện ra trăng non S3. Vệ tinh S3 là vệ tinh nhỏ nhất trong số các vệ tinh với đường kính xấp xỉ 1,6 km. S2 có đường kính khoảng 2 km và mặt trăng lớn nhất S1 có đường kính 6 km. S1 có quỹ đạo rộng nhất và sau đó S2 có quỹ đạo hẹp hơn. S3 có quỹ đạo bằng S2 và là vệ tinh gần Electra nhất. Trong khi các nhà nghiên cứu hài lòng về khám phá của họ, họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thuật toán mới của họ. Các thuật toán mới và cải tiến cho phép các nhà nghiên cứu xử lý dữ liệu từ các thiết bị của họ với độ chính xác và độ chính xác cao hơn, cho phép họ sử dụng thiết bị của mình ở mức tốt nhất có thể. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu muốn thu thập thêm dữ liệu về trăng non để họ có thể mô tả chính xác các đặc điểm của nó. Với những quan sát sâu hơn, họ hy vọng có thể hiểu được hệ thống này hình thành như thế nào và có lẽ sẽ tìm thấy nhiều hệ thống 4 giống như nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.